Rồi, xin chào các bạn. Lại tiếp tục là một video nữa. Hôm nay mình sẽ làm về thắc mắc. Nó tuy là mới làm hôm nay á, nhưng mà đã cũ rồi. Về vấn đề mà xe winner tắt máy ngang. Hôm nay mình cho phép mình hỏi các bạn nè. Có bao nhiêu bạn chạy winner và bị tình trạng tắt máy ngang? Xe mình bị cũng khá lâu rồi, từ hồi Udo 10.000 cây số. Tắt máy ngang, nó liệm dần. Thì đã có rất nhiều bạn vẫn comment vào và hỏi mình. Thậm chí là có những bạn tình trạng còn nguy hiểm hơn nữa là nó liệm dần dần và nó bị hụp hơi rồi tắt máy ngang. Như vậy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều nguyên nhân ở đây. Chút xíu mình sẽ liệt kê ra. Và các bạn đang bị ở tình trạng nào? Và mình nhắc lại lần nữa là có bao nhiêu bạn bị. Nếu các bạn bị nè, mời các bạn vào comment và để mình liệt kê xem số lượng nó có nhiều hay không. Và mình mong rằng Honda Việt Nam sẽ có thể là chú ý đến vấn đề này để cái lô mới tiếp theo ra mắt họ sẽ tinh chỉnh lại hoặc khắc phục cái lỗi là tắt máy ngang này. Tại vì mình thấy vừa qua là rất nhiều bạn là bị tình trạng này rồi, từ đời V1 cũng bị, V2 của mình bị nè, rồi V3 là đang nổi bật lên, V3 là rất là nhiều. Và những bạn đang mua chiếc V4 chạy có bị hay không cũng xin phép các bạn cho một cái comment vào để xác nhận luôn nha. Tại vì xe mình á thì hồi 10.000 cây số là khi mình đậu khoảng 1-2 ngày lấy ra chạy, nó bị tình trạng này. Nhưng mà xe mình bị nhẹ hơn, tức là nó không bị tình trạng lụp bụp, nó không bị tình trạng mất hơi. Mà mình đang chạy phải không, cái mình muốn dừng lại mình cắt côn hoặc làm gì đó cắt côn, thì trong quá trình cắt côn về ranh ti á là nó liệm, nó tắt luôn không hay. Nó tắt thì mình đề lại nó không nổ mà phải nhồi ga. Cái hôm đó là mình bị và mình phải nhờ, lúc đó mình chưa biết nha, mình nhờ nhân viên trên hết á xuống tới nhà mình luôn. Thì bạn này có nói là có thể là do xúc bắp nó bị kê hạt bụi. Và khắc phục hôm đó xong xuôi rồi, hôm sau mình lại bị tiếp. Và mình có nói với các bạn trong video đó là nó bị xăng đó. Thì bây giờ mình kể cho các bạn xem nè. Có rất là nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là do xăng. Và cái thứ hai là do xúc bắp mất hơi. Và những cái trường hợp còn lại, ví dụ như là buji nè, ECU nè, cảm biến nè, mô bin sườn, lọc gió, lọc xăng, mấy cái đó rất là ít. Và có thể nói là nó không gây tình trạng này. Mình lấy ví dụ như bây giờ lọc xăng nè, nó không làm tình trạng đó đâu. Lọc gió cũng vậy. Lọc gió mà nó dơ thì xe mình sẽ hao xăng hơn và cái hiệu suất làm việc nó sẽ giảm xuống thôi, chứ nó không gây tình trạng mà vừa bật tắt máy ngang kiểu đó đâu. Và nếu ECU mà bị lỗi á, nó không làm gì nữa đâu ha. Rồi ví dụ như cảm biến oxy nè, nó báo sai á thì lượng xăng nó sẽ báo sai, rồi nó phun nhiên liệu nhiều hơn và nó làm cho xe mình á bị hao xăng hơn, chạy không ngọt hoặc là lụp bụp gì đó, chứ không có tình trạng này. Hoặc là buji, cái chuyện buji mà nó bị á, một khi mà nó bị rồi biết không, là nó bị luôn à, chứ không có phải là cho các bạn dừng lại xíu các bạn đè lên đâu. Cho nên là mình sẽ loại bỏ những trường hợp như là buji, ECU, cảm biến này kia hết, mà chỉ còn lại là xăng và con xúc bắp. Thì xe của mình nó sẽ rơi vào tình trạng xăng nè, là nó bị nhẹ thôi, tức là khi mình cắt côn nó sẽ tắt máy ngang, đề lại không nổ. Mà vì đâu là do xăng? Là do xăng bây giờ kém chất lượng các bạn ha, kém chất lượng. Mình khoan nói vấn đề thứ hai là con xúc bắp nha, nó xăng trước. Khi mà các bạn đổ xăng kém chất lượng, thứ nhất là xe mình sẽ không ngọt ngào, cái thứ hai là nó có thể là nó bị đóng cặn. Mà các bạn đậu chỉ cần một đêm tới sáng thôi, chứ không cần phải 2-3 ngày, một tuần lễ nữa, là có thể là nó đóng cặn. Và cái cặn này nó sẽ làm nghẹt cái kem phun á, và lượng xăng đi vào không đủ, có thể là nó làm tắt. Và cái thứ hai nữa là có thể là áp suất bơm xăng của mình nó không đủ ha. Nó là hai nguyên nhân đó mà xe mình bị hồi 10.000 và sau đó lên 10 mấy ngàn tới 20.000, thi thoảng nha, thi thoảng vẫn bị lại. Nhưng bây giờ các bạn thấy là mình hôm rồi mình lấy ra chạy nè, có thùng ghi quy mình để sao đó, là mình chạy hôm rồi không sao hết. Mà cái đợt đó mình mang hai chiếc này ra rửa, rồi sau đó mình lấy chiếc này đi nè, rồi cất vô, chiếc này không đi luôn, chỉ làm nóng thôi. Và hơn một tháng mấy ngày luôn đó các bạn, mang ra đề phát nổ luôn. Trong cái đồ trong xe, hình như là trong xe số 12 đó, không phải 12, 11 cái gì đó, là nổ luôn và chạy luôn tới bây giờ không sao hết. Mình đi mấy ngày nay rồi, bình thường. Mình mới đi một tour ngắn thôi, đi Long Phú có hai mấy cây đó, đi về.
là chắc khoảng 40 cây là không sao hết, và bây giờ đi làm bình thường. Như vậy thì các bạn đang chạy V3 nè, bao nhiêu bạn bị rồi, và V4 có bị hay không? Là ở trường hợp xăng nha. Rồi, xăng này các bạn xử lý thế nào? Chỉ việc nhồi ga cho nó lên thì có thể là cái hạt bụi đó nó sẽ bị mình lướt qua luôn được, là do xăng đó lướt qua luôn được. Và bây giờ mình bỏ trường hợp xăng đi, hôm nào mình thấy là V3 bị khá nhiều, đặc biệt là V3 nha, bị khá nhiều tình trạng này. Và cũng có những cái kênh YouTube họ làm về winner, đặc biệt là có một cái em trai này mình thấy làm về winner và chuyên sửa winner, mình không tiện nói tên, mà mình thấy em này làm cũng khá là uy tín và chuyên về winner mà, cho nên là các bạn có thể là nhờ bạn ấy xử lý. Và nhưng mà thực sự mình nói thì nếu được nha, các bạn nên mang lên hết, biết chi không, mình tố mấy ổng và mong Honda Việt Nam sẽ nhìn nhận và ghi nhận cái trường hợp này để mà xử lý trong những lô sau làm tốt hơn, là vấn đề xúc bắp này. Và trường thứ hai nè, đây, tại vì hai bạn này mình có lưu lại hai cái comment của hai bạn này á, là mình cho thấy là vấn đề này khá nghiêm trọng. Tức là ngay khi các bạn mới cắt côn để về số thôi, nó cũng tắt luôn nữa. Rồi ngay khi các bạn đang chạy, mới cắt côn nhẹ thôi, nó có hiện tượng là nó liệm dần. Đang chạy nó liệm dần và nó lụp bụp. Giống như là nó mất hơi á, rồi nó tắt. Và đề lại không lên. Và chờ vài phút sau mới lên. Là trường hợp thứ hai này, khả năng là có rồi đó, xúc bắp đó các bạn. Xúc bắp. Mà nếu xúc bắp rồi, thì nếu các bạn mang ra tiệm ngoài sửa khắc phục cũng được, nhưng mà mình khuyên nếu được là nên lên hãng, lên hết á, biết chi không, tại vì khi lên đó thì từ cái kỹ thuật viên hoặc là kỹ thuật trưởng họ tiếp nhận và họ sẽ ghi lại và báo cáo lên Honda. Và nếu Honda thấy trường hợp mà bị tắt máy ngang và do xúc bắp này nhiều thì lô sau chắc chắn họ sẽ khắc phục, có khi là họ âm thầm khắc phục chứ không cần phải rùng rang. Các biết không, xe mà những chiếc xe ô tô từ vài trăm triệu tới hàng tỷ vẫn lỗi và vẫn thu hồi về, thì những dòng xe winner này có khi á là nó bị lỗi cái lô xúc bắp đó. Tại vì xúc bắp mà nãy giờ mình chưa nói sâu vấn đề xúc bắp đúng không, tại sao nó tắt máy đó, có khi là nguyên lô nó bị cung trình. Tại vì cái xúc bắp này đâu phải là họ đặt một chỗ đâu, nhiều khi chỗ khác làm nó kinh tế hơn, nó rẻ hơn, họ đặt nguyên lô đó của cái chỗ đó cũng không chừng và nó lỗi. Đây, quay trở lại vấn đề xúc bắp này, có rất nhiều trường hợp để làm cho xúc bắp nó bị hở. Thứ nhất là ngay từ sản xuất ra là Honda đã để xúc bắp nó hơi rơ nhẹ, nó không có đủ rơ chứ các bạn, rơ nhẹ, nhưng nếu mà nó rơ nhiều quá thì không được nha, rơ nhẹ. Nhưng mà trong quá trình sử dụng có khi là nó bị kẹt hay gì đó, mà nguyên nhân kẹt này cũng có nhiều nguyên nhân. Có khi á là xe các bạn sử dụng đã lâu rồi, 100-200 ngàn cây số luôn, nó đóng mũi than, và một ngày nào đó vô tình và một cái sự trùng hợp, cái miếng bụi này nó rơi ra và nó đi theo cái ngõ xúc bắp khi mà đóng mở đó các bạn, và nó kẹt lại đó. Mình lấy ví dụ nè, xúc bắp vừa mở ra đóng lại thì hạt bụi đi tới nè ha, hoặc là xúc bắp vừa đóng lại nè, mở ra cái hạt bụi này nó đi theo, nhưng mà nó chưa kịp ra ngoài xúc bắp lại ống lại nữa rồi, thì ngay lúc đó nó kẹt và xúc bắp đóng không hết. Mà các biết không, cái buồng đốt nó phải kín, nếu mà nó không kín là nó mất hơi, mà mất hơi thì tình trạng các bạn thấy không rày đó, là nó sẽ xìu xuống rồi nó tắt máy. Nhưng mà để ô đô tới 100-200 ngàn cây số là trường hợp cũng rất là ít, tại Winner V3 bây giờ đa số các bạn chạy cũng khoảng 10-20 ngàn, bạn nào mà đi dữ lắm cũng khoảng 40-50 ngàn cây số. Mà cho dù là 40-50 ngàn cây số thì thực ra là nó chưa đóng mũi than nhiều đến mức độ mà như thế đâu. Cho nên á, là có thể là xúc bắp nó là bị lỗi sẵn. Như mình nói lúc nãy, nó là lỗi sẵn rồi, thì vì lý do nào đó mình không có biết được nha, nhưng mà có thể là cái đường đi của nó không có trơn tru á, mà ở trong một cái giai đoạn nhiệt nào đó, nóng quá hay là nguội quá hay sao đó, nó sẽ bị không được trơn tru. Mà các biết không, bốn xúc bắp này nó phải đóng mở một cách đều đặn và trơn tru và chính xác, rất là gần như tuyệt đối. Chỉ cần một trong bốn cây này mà nó lệch 1% dây thôi, tức là hai này đã vô rồi, mình lấy ví dụ như hai cây lửa đi,
thay vì nó phải đóng vô rồi thì thằng này vô rồi mà thằng này chưa vô nè, là nó hở rồi. Tại vì ở đây á, Uzi đánh lửa bùng một cái để tạo ra cái áp suất và đẩy bê tông lên, nhưng bây giờ nó hở thì nó phải nó xì ra đây không, mà nó xì lắm, nó xìu xuống tắt máy. Là trường hợp thứ hai mình nói đến sốc bắp đó. Mà mình thấy hôm ra là Windows V3 bị khá nhiều và dường như là bị nặng hơn. Như vậy thì nó không còn rơi vào trường hợp đầu tiên là do xăng, mà do xe mình nữa, mà có thể là trường hợp thứ hai này. Mà cái bạn kênh YouTube này mình nói lúc nãy đó, chuyên về làm Winner đó, bạn cũng có nói, mình cũng có xem video của bạn, thì mình thấy cũng có lý. Thì khả năng sốc bắp này, và nếu nha, nó bị, mà xe các bạn bị rơi vào tình trạng thứ hai này, các bạn nghi ngờ đó, tức là nó không phải là cắt côn mà nó tắt ngang nữa, mà nó liệm dần dần và nó có hiện tượng là bị hụp, thì mình nên nghĩ từ nhỏ thứ hai này. Mà nếu đã rơi vào nhỏ thứ hai này rồi, mình khuyên các bạn nếu được có thể lên hét, bắt họ phải bảo hành cho mình. Khi lên hét, mang xe lên nè, chắc chắn mấy ổng phải kiểm tra từ trên xuống dưới, từ chức ra sao. Đầu tiên là cắm cái dắt vô, coi mấy con cảm biến nó có báo lỗi gì không ha. Rồi tiếp theo là kiểm tra bình xăng, lọc xăng, kiểm tra buji. Mà có biết không, để buji bị hư rất là hiếm. Mà hôm nay xe Winnow bị nhiều mà, cho nên các bạn loại bỏ vấn đề buji đi ha. Rồi kiểm tra buji các thứ hết rồi, không được, mình nói luôn, mấy anh kiểm tra con xúc bắp giùm em. Tại cái này em nghi á, là do xúc bắp, có thể là trong một lúc nào đó nó bị hở, nó mất hơi. Tại vì xe em tắt máy ngang này là anh thấy nó mất hơi đó, chứ không phải là do bụi hay là do xăng gì nữa. Mà em chỉ nói anh mở ra giùm em đi, anh kiểm tra giùm em luôn, xe em còn đang bảo hành, anh mở ra kiểm tra liền. Nếu mà có gì là phải khắc phục cho em, tại vì nó rất nguy hiểm ha, nó rất nguy hiểm. Em đang chạy tới đèn đỏ, xe đang lưu thông trên đường mà em tắt máy ngang như vậy rất nguy hiểm. Thì em đề nghị mấy anh á, kiểm tra giùm em, và nếu được mấy anh báo cáo lại Honda để họ khắc phục. Nếu thực sự là thế, mình phải làm căng xíu. Cái vấn đề làm căng này mình có nói với các bạn nhiều lần rồi. Thì các bạn khi mà các bạn lên trên hết, đừng nói lên hết, các bạn đi ra ngoài tiệm ngoài cũng vậy, mình phải có những cái kiến thức cơ bản về cái động cơ. Không cần thiết mình phải là thợ. Mà các bạn xem bây giờ trên YouTube họ đăng đầy rẫy ra cấu kết cấu cái động cơ thế nào, nó rất là nhiều. Các bạn bớt cái thời gian mà chơi game lại đi, bớt thời gian đi chơi lại đi, mình lên mình coi những cái kiến thức về xe cộ rất là hay. Mà cái cục máy bây giờ họ rã ra, họ quay clip nhiều lắm. Mình hiểu về cái kết cấu động cơ rồi thì mình sẽ có đủ cái kiến thức để mình lên trên hét và mình nói chuyện với mấy ông. Giống như mình nói lúc nãy đó, anh kiểm tra giùm em nghĩ là xúc bắp. Chứ bây giờ anh không kiểm tra rồi em về em chạy lỡ em có tai nạn rồi sao? Anh nhắm anh bồi thường nổi không? Đó, các bạn phải làm căng xíu. Biết chi không? Mấy ổng sẽ mang vô và mấy ổng sẽ ghi chép lại và báo cáo với Honda. Và nếu Honda thấy trên toàn quốc mà bị nhiều như thế này, rất nhiều trường hợp rồi, hàng trăm trường hợp rồi, thì mấy ổng chắc chắn là phải sẽ lưu tâm. Tại vì ổng đang cạnh tranh với ông này. Đang cạnh tranh. Mà động cơ từ V1, V2, V3 và bây giờ là V4 á, Honda không cải tiến gì đâu ha. Thì đương nhiên ổng cũng không cải lùi đâu các bạn. Tại vì cải lùi cho khách nào tự bắn vào chân mình ha. Nhưng mà không cải tiến thì thôi, nhưng vẫn phải giữ nguyên cái chất lượng đó từ đời V1 cho tới bây giờ. Thì ổng cảm thấy là cái này là ok nè, ổng giữ lại mà chỉ thay đổi một mớ bên ngoài. Còn vấn đề xi lanh lật tâm á, mình có nói rồi, từ đời V1 đã có rồi nha, nó đã có lật tâm rồi, chứ không có đâu ha. Và đời V4 ra mắt thì nó cũng đã có lệch rồi. Nhưng mà quay trở lại vấn đề xúc bắp này, nếu mà nó bị nhiều, tại vì các bạn biết không, xe thì kinh tế mà, nhiều khi họ đặt gia công nguyên một cái lô này, họ đặt ở đó, ở nhà máy đó chẳng hạn, nhưng mà nhà máy khác lại chào mời, ví dụ vậy, tôi làm easy như vậy nhưng mà giá tốt hơn, thì có khi là nguyên cái lô xúc bắp này nó không chất lượng được như là cái lô V2, V1 như vậy. Có thể là như vậy. Thì đôi khi là nó lỗi. Thì người ta sẽ phải tính toán lại. Thì cái việc tính toán mà sửa đổi thế nào đó là do Honda Việt Nam họ làm thôi ha. Nhưng mà các bạn phải làm mạnh lên để mấy ông sửa chữa mới được, để khắc phục mới được. Chứ còn tình trạng tắt máy này mình thấy càng ngày càng nhiều. Mà cứ vài bữa là có bạn vào comment hỏi, rồi thậm chí là nhắn tin thẳng qua Messenger cho mình.
đều hỏi vấn đề tắc mái này, mà đa phần rơi vào trường hợp V3 nha. V2 bây giờ mình thấy nó chìm vấn đề mà. Bây giờ nè, V2 nè ha, V2 nha. Tăng cam ha, rồi tắc mái, rồi bị xì ron, chìm rồi. Không còn ai hỏi nữa. Bởi vì những vấn đề này mình đã làm hết rồi. Đã làm hết rồi. Và các bạn đã hiểu rồi ha. Thì bây giờ tới đời V3 bắt đầu vấn đề tắc mái ngang này. Mà mình lại không sử dụng đời V3 nha. Cho nên là các bạn nếu đang chạy V3 mà bị nhiều quá, mời vào video này comment cho mình. Mình sẽ có thể là có cách ha, có cách để mà mình bắt cái ông Hồng Đài Việt Nam này ổng phái. Tại vì mình là kênh YouTube, mình không phải là lớn gì, nhưng mà chắc chắn mấy ông theo dõi kênh mình có đó các bạn. Và không chừng video này mấy ông cũng có lưu tâm, tại vì họ muốn làm tốt hơn sản phẩm của mình thì họ phải thông qua người dùng. Mà mình đang trực tiếp nói chuyện với các bạn và mấy ông sẽ thông qua mình để hiểu nhiều hơn là người dùng của mấy ông đang xài xe của mấy ông đang cho cái ý kiến gì, đang có hài lòng chỗ nào, chưa hài lòng chỗ nào để mà khắc phục. Thậm chí ông già là cũng vậy nè, cũng theo dõi kênh mình đó các bạn, có nha, có đó. Cho nên là các bạn cứ mạnh dạn vào cho ý kiến và cho biết là đã bao nhiêu bạn bị vấn đề này ha. Chứ vì mình thấy là các bạn xem kênh mình đa phần là những bạn mới chơi con tay không. Tại vì các bạn biết không, mình lớn lên, mình càng ngày càng cao tuổi, thì những người nhỏ họ cũng ngày càng lớn lên vậy. Cho nên là cái tầng lớp mà tấn lên để chơi con tay á, mỗi năm đều có. Như năm nay các bạn 17 tuổi, năm sau 18 tuổi thưa bằng lái, năm sau nữa 19 tuổi là mua winner chạy. Mà năm nào cũng có bạn lên 19 đúng không? Thì những bạn mới chơi con tay là có hoài, có hoài, có hoài, có hoài. Thì những bạn này là chưa rành mà đang chạy xe mà tắt máy ngang như thế này rất là nguy hiểm. Còn như mình ví dụ như đã chạy winner và chạy con tay lâu rồi, cũng có thể là có kinh nghiệm rồi, thì mình sẽ xử lý tốt hơn vấn đề mình đang chạy tắt máy ngang này. Nhưng với những bạn mới chạy thì sao? Và đang chở ghệ nè, chở người yêu nè, thậm chí là chở gia đình, như là chở mẹ đi chợ nè, hay chở ba đi đâu đó, hay đi đám tiệc nè, tắt máy ngang rồi nó gây tai nạn rồi sao? Thì mình nghĩ các bạn nên mạnh dạn. Thứ nhất là vào trong video này, nếu được nha, cho mình biết là bao nhiêu bạn bị. Tức là các bạn vào cho comment là, ừ xe đang bị nè, odo nhiêu. Nếu được nha, ừ xem đời V3 odo nhiêu rồi, đang bị và bị bao nhiêu lần rồi. Xem đời V2 đang bị nè, bị bao nhiêu lần rồi. Xem V1 nè, thậm chí là mấy bạn khác cũng vậy. Em là chạy Exeter cũng bị, Suzuki em cũng bị. Thì các bạn cứ vào và cho mình cái ý kiến xem là bao nhiêu bạn đã bị rồi. Và các bạn nên mạnh dạn lên trên hết và làm mạnh lên xíu. Tại vì mình thấy mấy dòng này nó cũng bị nhưng mà ít lắm. Ít lắm. Lâu lâu mới có bạn hỏi mình vấn đề tắt máy này thôi chứ còn rất ít. Ha, thì nó là có thể là do xăng rồi. Nhưng mà Windows E3 bây giờ mình thấy nó bị quá nhiều. Thực sự là một con số mình thấy lớn đó. Cũng giống như xoay máy dên của chiếc xe này. Thực sự là rất nhiều bạn hỏi vấn đề mà bị rung rần và lo ngại xoay máy dên, nó quá nhiều rồi. Rồi trở lại với chiếc xe này. Bây giờ là 40.000 cây số hơn là đang chạy vẫn rất ngọt ngào, chưa hề thay tăng cao. Các bạn thấy không? Khi các bạn lần đầu tiên lên con tay thì có rất là nhiều mối lo. Nát hơi sổ mũi cũng lo đúng không? Thì cái vấn đề tăng cam thì bây giờ đã yên ổn rồi. Nói chung là đã có tăng cam mới để thay và có hướng khắc phục là ok rồi. Thậm chí là nó xì nhớt ở hai cái ống hai bên này, mình cũng là làm video rồi ha. Tới bây giờ 40.000 cây số rồi nó vẫn chưa có gì, và nó vẫn nhỏ đều đặn như thế, vẫn ướt như vậy, nhưng mà không sao hết. Nước mát vẫn đủ, nhớt vẫn đủ, chưa hề gì đó. Rồi còn gì nữa, cái đời V1 còn bị cuộn lửa, cuộn mô bin đánh lửa đó các bạn. Nói chung là nó bị những cái ông thợ vẽ vời. Như bây giờ nè, xe này, thậm chí V3 nè, có những bạn bị tình trạng như nãy giờ mình nói đó, tắt máy ngang mà các bạn đi thợ ngoài mà nhiều người ta không biết á, người ta làm lung tung cái xe bạn hết trơn mà nó không hết thì sao? Có phải là tiền mất tật mang không? Chưa kể là những ông thợ vẽ nữa. Từ một cái máy đang zin, đang chạy ngon lành mà mấy ông còn xúi các bạn chẻ máy ra làm được, huống chi là xe bạn đang bị lỗi. Vô một cái là đủ thứ chuyện hết, rất nhiều thứ nha. Mình nhìn thấy nhiều lắm rồi ha, mình nhìn thấy nhiều lắm rồi là tiền mất tật mang. Mà đặc biệt là những bạn trẻ nè, nhầm khi các bạn á, là tiền bạc chưa phải nhiều, để dành dụm mua được chiếc xe á, là khó khăn rồi. Mà bây giờ á, tốn tiền triệu vô nó thì thật sự là không đáng xíu nào.
Cho nên là các bạn phải chú ý kỹ vấn đề nhớt nhau và vệ sinh xe, bảo dưỡng xe sao cho đúng cách ha. Mà trong video về winner, danh sách winner mình làm nhiều lắm rồi, các bạn chịu khó mình vào tham khảo đi ha. Rồi à, hy vọng là các bạn sẽ có thể là xử lý tốt hơn chiếc winner của mình, nhất là những bạn đang bị tình trạng là tắt máy ngang. Nếu được thì mình lên hãng để cho máy ổng xử lý, bắt máy ổng phải bảo hành cho mình. Cái đó bảo hành nè, cái đó phải bảo hành nè ha. Mình phải làm mạnh lên. Bây giờ em đang chạy như vậy, nó tắt máy ngang rất là nguy hiểm đó anh. Nếu có chuyện gì xảy ra, mấy anh đền không nổi đâu. Cho nên là em mong mấy anh á, cứ mở đây. Các bạn đừng quan trọng máy zin. Cái máy zin á, nếu phải zin được thì cho nó zin thì mình không nói. Tất nhiên là cái máy zin vẫn chạy ngon mà, quá đỉnh rồi. Nhưng mà giờ nó mà chạy không được thì phải làm. Xe mình mở lọc nhớt. À, mình quên nhắc cái vụ lượt nhớt nữa chứ. Đó, từ đầu V1, V2 này nè, cái vụ lượt nhớt ầm lên. Bây giờ bắt đầu lắng luôn rồi ha, tăng cam gì đó là lượt nhớt. Bây giờ lắng rồi, mình đã đi kiểm tra lần thứ hai, nó sạch trơn, mình có quay clip lại luôn. Các bạn thấy không? Nhiều người họ không phải là họ xấu gì, nhưng mà vì kinh tế họ phải làm một cái gì đó. Nó là như vậy ha. Bây giờ Winner V2 mình đi 4,000, thậm chí có những bạn chạy hơn 100,000 rồi còn chưa mở lốc nồi ra kiểm tra luôn á. Nó bình thường à, nó có dơ, nó có lọc, nó bị nghẹt gì đâu. Mà có nhiều bạn hoang mang. Thì mình cũng đã mang xe mình đi kiểm tra lượt nhớt ở lần đầu tiên, hình như là 19,000 cây số, đúng rồi, 19,000. Rồi lần thứ hai là ở gần 40,000, hình như là 38,000-39,000 gì đó, cũng mới làm cách đây không lâu. Đúng rồi, hình như là khoảng 39,000-40,000 á. Sạch trơn luôn đó, các bạn thấy không? Nó ổn, nó quá ổn. Mà có nhiều bạn cứ sợ, rồi chế lốc nồi, có lực lọc nhất rời đủ thứ. Cái đó là mất zin không đáng đó. Cái đó là mất zin không đáng. Còn mở cái nắp này ra để kiểm tra xúc bắp thì đáng. Nếu thực sự các bạn thấy nó nguy hiểm và nó bị thường xuyên, bị hoài, thì nên mở ra làm. Còn nếu mà thực sự là lâu lâu bị lần, tuần lễ bị lần mà nó không quá nghiêm trọng, thì các bạn cứ để chạy. Như xe mình nè, cái cấp 10,000 nó bị phải không, thì cứ khoảng hơn tuần nhiều khi cũng có bị lại một lần, rồi lâu lâu lấy ra đề cũng bị một lần, rồi nhiều khi trong quá trình sử dụng mình đậu nó 2-3 ngày tuần mang ra cũng bị một lần, nhưng mà nó không quá nghiêm trọng. Mà bây giờ thì dường như là nó hết hoàn toàn rồi, cấp này là mình không còn thấy mình tình trạng nữa. Cho nên vẫn là ở cái đầu mình đó, mình phải bình tĩnh và mình phải có một chút kiến thức về xe, về động cơ. Không cần phải là thợ thì mình sẽ giải quyết tốt được những cái vấn đề mà nó tưởng chừng như rất nhỏ này, mà các bạn lại làm cho nó to lên và mình sẽ mất tiền không đáng. Rồi, chắc có lẽ mình sẽ khép lại cái video này ở đây. Một buổi chiều mưa Sóc Trăng. Xin chúc các bạn xem kênh của mình vui vẻ và xử lý xe của mình tốt hơn để tiếp nối động lực và không có bỏ bê nó. Thực sự là mình vẫn mê côn tay mà các bạn, không ra mặc dù mình đi xe tay ga nhiều vì cái điều kiện công việc, vì cái nói chung là đủ thứ hết trơn á, cho nên là mình ít đi nó. Nhưng mà thực sự mình đang chạy nó nè ha, đang chạy nó đó, ráng hùng quy vô rồi để chạy đó các bạn. Có chiều nay là mình ở nhà để làm video cho các bạn thôi. Video này mình sẽ hẹn các bạn vào chắc ngày mai đi, ngày mai mới đăng kịp, 7 giờ tối ha. Xin chào các bạn nha.